À, như vậy là chúng ta đã nắm được cái cách để mà vẽ những cái hình rất là cơ bản ở trong Illustrator: hình chữ nhật, hình ellipse, hình đa giác, hình ngôi sao, vân vân. Và như vậy là chúng ta bắt đầu tạo ra được một số các cái đối tượng. À, như chúng ta đã nói là cái đối tượng của chúng ta khi mà vẽ ra thì bao giờ nó cũng lấy cái màu ở cái ô phim này để nó tô vào. Hiện tại là chúng ta mới chỉ có cái hình màu xanh đường viền, còn bề mặt là hiện tại là trống. Bây giờ muốn tô màu nào đó thì các bạn có thể bấm vào đây để các bạn tô màu, hoặc các bạn có thể bấm vào cái biểu tượng stretches, tức là cái hình chữ nhật có nhiều ô ở đây, để mở ra một cái bảng màu cơ bản. Các bạn bấm vào đây thì nó sẽ tô màu cho đối tượng. Ghi nhớ là cái ô nào mà đang hiện lên phía trên thì ô đấy mới được tác dụng. Ví dụ như là tôi bấm vào đây và tôi cho nổi cái đường này lên, mà tôi lại cứ muốn là tô đường bề mặt cho nó là màu vàng chẳng hạn, thì bấm vào đây thì cũng không phải, nó sẽ tô đường viền cho các bạn là màu vàng, tại vì ô nào đang nổi lên trên là chúng ta đang chọn cái thuộc tính đó. Chúng ta có thể hoán đổi giữa hai cái màu này bằng cách là bấm vào mũi tên Sharp, Fin and Stroke, và các bạn có thể là chuyển đổi qua lại một cái hình như thế này. Hoặc nếu như mà các bạn không muốn di chuột thì các bạn có thể nhấn Shift X nhé, thì nó chuyển đổi qua lại giữa hai cái ô màu này, và nó cũng hoán chuyển luôn màu bề mặt và cái đường viền. Cho đến đây thì chúng ta bắt đầu là vẽ ra các đối tượng và bắt đầu biết cách gọi là tô màu rất là cơ bản cho nó. Chúng ta sẽ vẽ ra một vài đối tượng, sau đó thì chúng ta sẽ nói tiếp đến những cái vấn đề liên quan. Thế và để mà chúng ta vẽ ra một cái đối tượng mà có màu gì thì các bạn cần phải bấm ra ngoài, không chọn bất cứ đối tượng nào, sau đó thì các bạn bấm vào cái ô màu này để các bạn thiết lập màu trước thì nó mới ra cái màu đấy. Còn nếu không thoát ra khỏi cái lựa chọn những cái đối tượng mà đã vẽ thì các bạn vẽ tiếp, thì cứ vẽ là nó sẽ lấy màu của đối tượng trước để nó gán cho đối tượng sau luôn. Thế bây giờ có mấy vấn đề như thế này mà chúng ta cần phải lưu tâm, đó là sự lựa chọn các đối tượng. Đó, khi mà tôi có một vài đối tượng ở trên màn hình như thế này thì để làm việc với đối tượng nào thì đương nhiên là chúng ta phải chọn nó, nếu không thì chương trình nó sẽ không biết là chúng ta muốn làm việc với đối tượng nào cả. Đấy, muốn tô màu chẳng hạn, muốn làm bất cứ thao tác nào thì chúng ta phải chọn đối tượng đó trước. Và các bạn quan sát là khi mà chúng ta chọn một đối tượng thì nó sẽ có cái điểm khác biệt với các đối tượng khác, đó là nó có một cái đường màu xanh bao xung quanh cái đối tượng đó, và có 8 cái tay nắm điều khiển hình vuông nho nhỏ màu trắng, nó nằm ở các cạnh, giữa các cạnh và các góc của cái đối tượng được chọn. Đấy, và khi mà chúng ta chọn một đối tượng rồi thì lúc đó chúng ta mới có thể bắt đầu thao tác làm bất cứ cái gì đối với nó. Thế thì công cụ để chọn thì chúng ta sẽ có hai công cụ, một công cụ được gọi là công cụ selection tool, phím tắt của nó là V, và một công cụ nữa gọi là direct selection tool, phím tắt là A. Thông thường khi chúng ta làm việc là chúng ta chọn bằng công cụ V này, chọn một đối tượng và thao tác vào nó, hoặc chọn nhiều đối tượng, hoặc là chọn một đối tượng thì thao tác với các thao tác sau. Trước hết là chúng ta nói mà chọn bỏ chọn đã, đúng không? Chọn một đối tượng thì bấm vào nó, bỏ chọn thì đơn giản là bấm ra ngoài một cái vùng trống, hoặc là bấm sang đối tượng khác thì chúng ta sẽ hủy được chọn về cái đối tượng vừa được chọn. Đấy là chọn. Bây giờ chọn nhiều thì chúng ta có mấy cách như thế này. Chọn nhiều, một là chúng ta sẽ nhấp chọn vào đối tượng thứ nhất, sau đó giữ shift bấm tiếp sang đối tượng thứ hai, bấm shift giữ shift bấm tiếp sang đối tượng thứ ba, thì cứ mỗi một đối tượng mà được chọn thêm thì cái khung lựa chọn này nó sẽ lại được căng ra và nó bao tiếp lấy những cái đối tượng vừa được chọn. Còn một đối tượng mà muốn loại ra khỏi cái nhóm đang được chọn này thì chúng ta giữ shift và chúng ta bấm trả vào cái đối tượng đang chọn rồi thì nó sẽ bị loại ra khỏi cái nhóm đang chọn đó. Cách thứ hai để chúng ta chọn nhiều đối tượng là các bạn nhấp chuột vào một vùng trống, sau đó thì kéo J để tạo ra một cái vùng lựa chọn
có tính chất đứt đoạn như thế này. Chỉ cần chạm vào cái đối tượng nào thì đối tượng đó sẽ được chọn chung vào nhóm, và do đó thì chúng ta có thể chọn nhiều đối tượng cùng một lúc tương đối nhanh bằng cách là vẽ ra cái vùng chọn như thế. Thế sau khi mà chúng ta chọn nhiều đối tượng rồi thì chúng ta sẽ thấy nó hoạt động tương tự như là một đối tượng. Có nghĩa là ví dụ tôi di chuyển thì tôi di chuyển cả ba đối tượng này, đúng không? Hoặc là ví dụ tôi thao tác để tôi tô màu thì cả ba đối tượng này cùng tô màu giống nhau. Hay là ví dụ tôi transform, tôi thay đổi kích thước thì tôi thay đổi kích thước một lần cả ba đối tượng này. Tuy nhiên cái thao tác này là một thao tác mang tính tạm thời thôi. Có nghĩa là khi mà tôi bấm ra ngoài một cái, không còn cái vùng điều khiển bao xung quanh các đối tượng này chung nữa, thì mỗi đối tượng lại trở về thành một đối tượng riêng lẻ, không liên quan gì đến nhau nữa. Nếu mà chúng ta muốn cho cái mối quan hệ này nó trở nên bền vững hơn thì chúng ta cần phải có cái thao tác là group nó lại để nó trở thành một nhóm. Để thao tác như thế này thì chúng ta sẽ chọn các đối tượng mà cần group thành một nhóm. Sau đó thì chúng ta vào menu object. Trong menu object này thì chúng ta tìm tới lệnh thứ ba thì trên xuống, đó là lệnh group, hay là các bạn có thể nhấn phím tắt là Ctrl G. Sau khi chúng ta nhấn Ctrl G thì cái nhóm này trở thành một nhóm với nhau, luôn luôn đi với nhau. Và bất kể là tôi bấm ra ngoài rồi thì tôi bấm lại vào một đối tượng bất kỳ nào đó ở trong cái nhóm này thì cũng tức là tôi chọn cả nhóm. Thế còn thao tác muốn group rồi nhưng mà đôi lúc tôi lại cần phải tháo ra thì tôi sẽ làm như sau. Vào object và tìm tới lệnh thứ tư. Lệnh này nằm ngay dưới lệnh group là ungroup. Phím tắt của nó là Shift Ctrl G. Sau khi nhấp lệnh này thì mỗi đối tượng lại trở thành một đối tượng riêng rẽ, không liên quan gì đến nhau nữa. Thao tác group là một cái thao tác mà chúng ta làm rất là nhiều. Tại vì là nếu mà nói phân tích một cách thật là đơn giản, cái quá trình thiết kế là chúng ta sẽ tạo ra các cái đối tượng từ đơn giản đến phức tạp dần. Và đối tượng phức tạp chẳng qua là chúng ta sẽ ghép nhiều, cắt nhiều các đối tượng đơn giản với nhau để trở thành một nhóm đối tượng phức tạp hơn. Nhiều nhóm đối tượng phức tạp ghép lại trở thành nhóm phức tạp hơn nữa. Và nhiều thứ như thế ghép lại với nhau sẽ trở thành một cái bản thiết kế hoàn chỉnh. Thế và cái thao tác mà chọn rồi group vào với nhau thì đấy là cái thao tác mà chúng ta làm rất là nhiều. Tuy nhiên là khi mà bản thiết kế của chúng ta có rất là nhiều các đối tượng thì cái việc mà thao tác nó sẽ trở nên phức tạp hơn. Đôi lúc tôi cần phải tháo dỡ một cái nhóm ra để mà tôi chỉnh lại một đối tượng nhỏ nào đó trong đó. Thế nhưng mà có nên làm như thế hay không thì nó rất là bất tiện. Nếu như mà chúng ta tháo một nhóm ra, khi mà chúng ta nhóm nó trở lại thì nó đôi lúc là sẽ thiếu hụt. Ví dụ như là có 10 đối tượng chẳng hạn, tôi tháo dỡ ra xong rồi tôi nhóm lại, có thể tôi chỉ chọn được 8 hay 9 thôi, có thể tôi bị sót một cái nào đó. Hoặc đôi lúc lại nhóm thừa vì tôi lấy phải những cái đối tượng khác ngoài cái nhóm gốc đó. Do đó thì Illustrator cung cấp cho chúng ta cái cách thức làm việc cũng rất là hay, đó là không cần phải tháo cái nhóm này ra nhưng chúng ta vẫn có thể thao tác được với một đối tượng nào đó ở trong nhóm. Đầu tiên là chúng ta cứ nhóm một cái nhóm này lại đi, group đi. Thì bây giờ nó là một nhóm rồi. Nếu như mà chúng ta không tháo ra, ví dụ chúng ta tô màu thì các bạn sẽ thấy là nó tô hết cho cả nhóm chứ không phải là riêng một đối tượng nào cả. Tuy nhiên nếu như chúng ta vẫn muốn đổi màu của một đối tượng nào đó mà vẫn không cần dỡ nhóm ra thì chúng ta sẽ viện tới một cái chế độ, nó gọi là chế độ Isolate Mode, hay là chúng ta gọi là chế độ làm việc cô lập. Bằng cách là chúng ta nhấp nút vào một đối tượng nào đó thì các bạn sẽ thấy có cái sự thay đổi ở trên màn hình làm việc. Lưu ý này, xuất hiện một cái dải màu xám ở trên đỉnh màn hình. Trong đó các bạn nhìn thấy có một mũi tên ở góc, nó gọi là Back One Level. Sau đó thì là Layer, rồi cuối cùng là Group. Thì các bạn thấy rằng là nó đang đưa chúng ta vào trong một cái chế độ mà Illustrator nó gọi là chế độ Isolate. Bấm vào đây, tôi có thể chọn được từng đối tượng rời
tôi có thể thoải mái thay màu cho đối tượng đó mà không can thiệp tới các đối tượng còn lại trong nhóm. Sau khi chúng ta điều chỉnh xong màu mè rồi thì chúng ta sẽ quay trở về cái môi trường làm việc gốc ban đầu, có nghĩa là chúng ta bấm vào phím mũi tên này để chúng ta lui trở ra cái trạng thái là group ban đầu. Các bạn thấy rằng là cái nhóm này bản thân nó vẫn là một group chứ không hề bị tháo ra. Tuy nhiên từng đối tượng ở trong đó chúng ta đã can thiệp, chúng ta đã chọn và chúng ta thay đổi màu được rồi. Thế đấy là một cách là chúng ta làm việc với chế độ Isolate. Nhưng mà còn một cách nữa là các bạn sử dụng công cụ thứ hai ở trong nhóm này là công cụ mũi tên trắng hay là Direct Selection. Bằng cách là chọn Direct Selection thì các bạn có thể bấm chọn bất kỳ đối tượng nào ở có mặt ở trên bản vẽ. Nó có thể là nằm ở trong một nhóm cũng chọn được, mà nó là một đối tượng đơn lẻ cũng chọn được, mà kể cả là group nhiều tầng lớp với nhau cũng được. Đây ví dụ, đây là một nhóm nhá, đúng không? Chúng ta quan sát lại, đây là một nhóm. Rồi tôi để nó ra đây. Bây giờ tôi vẽ một vài nhóm nữa. Đây, đây là một nhóm thứ hai, Object Group. Bây giờ nhóm này và nhóm này tôi lại chọn cả hai thằng và tôi group lại tiếp vào với nhau. Có nghĩa là ở đây chúng ta có hai group, đúng không? Lại được group tiếp vào với nhau nữa, là ba tầng group tất cả. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể là chọn một đối tượng bất kỳ mà không cần quan tâm là nó thuộc về group nào. Đấy, chỉ cần là các bạn chọn cái công cụ Direct Selection, cái mô hình mũi tên trắng, và sau đó thì các bạn bấm vào cái đối tượng các bạn cần, lập tức nó sẽ được lựa chọn mà tách ra khỏi các đối tượng khác tạm thời. Tôi có thể là tô cho nó một màu khác, hoặc là tôi có thể di dịch nó đi vị trí khác, ví dụ như thế. Nhưng mà đến lúc mà tôi thoát ra ngoài, tôi bấm ra ngoài, tôi thoát ra ngoài, thì group tổng vẫn là group tổng và nó vẫn không hề bị tháo ra. Thì đấy là cái thao tác mà rất là tiện lợi ở trong Illustrator. Mặt khác là nếu như các bạn muốn thì các bạn còn có thêm một cái chế độ nữa gọi là chế độ Group Selection ở trong cái nhóm công cụ này. Bằng cách là bấm vào công cụ này thì tôi có thể là bấm 1 này, đúng không? Giữ Shift, sau đó tôi bấm 2, 3, tôi có thể chọn giữa các cái đối tượng khác nhau, giữa các nhóm khác nhau cũng được. Và sau đó tôi có thể thực hiện một cái thao tác là tô màu mới cho toàn bộ những cái đối tượng mà được chọn này, thì nó có thể là làm một thao tác với nhiều đối tượng ở trong group và không động chạm đến những đối tượng khác mà không được chọn. Đấy, bấm thoát ra ngoài. Bây giờ các bạn sẽ thấy nó vẫn là một group lớn. Thì đây là một cách làm việc cực kỳ thông minh ở trong Illustrator. Corel nó cũng có cái tính năng gọi là làm lách vào như thế. Nhưng mà nếu so sánh thì Illustrator nó mạnh hơn Corel ở cái góc độ gọi là làm việc lách vào trong một nhóm như thế này. Thằng này thì cao thủ hơn ở cái đoạn đó. Thế như vậy là chúng ta đã biết được cái cách gọi là group và làm việc với một group như thế nào. Bây giờ chúng ta lại đề cập tới các vấn đề tiếp theo. Đó là những thao tác cơ bản mà chúng ta có thể làm được đối với lại một cái đối tượng ở trong Illustrator. Thì chúng ta có thể làm những cái gì với nó? Tô màu thì đương nhiên rồi, đấy là cái thao tác dễ nhất trong các thao tác. Bây giờ chọn xong, chúng ta có thể làm việc như sau. Tôi có thể là di dịch, di chuyển đối tượng từ vị trí nọ sang vị trí kia. Thao tác rất đơn giản là bấm kéo đối tượng sang vị trí mới và nhả nó ra. Thao tác di dịch và nhân bản đối tượng thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn chọn đối tượng và kéo nó sang vị trí mới. Trong lúc các bạn di chuyển thì các bạn nhấn giữ thêm phím Alt cho tôi. Và với thao tác này, khi các bạn nhả chuột ra thì các bạn sẽ tạo ra một cái bản sao của đối tượng gốc tại cái vị trí mà các bạn nhả chuột, và đối tượng gốc thì vẫn nằm im. Thì đấy là di chuyển và thao tác nhân bản bằng phím Alt. Ngoài ra thì chúng ta còn một vài cái thao tác nữa, ví dụ như là các lệnh transform. Tôi có thể là thay đổi kích thước của một đối tượng, tôi có thể quay đối tượng, vân vân. Transform thì chúng ta làm như sau. Khi một đối tượng hoặc nhóm đối tượng được chọn thì nó sẽ xuất hiện tay nắm điều khiển bao xung quanh. Bằng cách bấm vào một trong các tay nắm điều khiển này
và kéo theo chiều mong muốn thì chúng ta sẽ làm thay đổi cái đối tượng. Ví dụ bấm ở bên hông, đây là thu hẹp, đây là mở rộng. Chúng ta kéo theo chiều nào thì nó sẽ tác động theo chiều đó và làm thay đổi kích thước của đối tượng. Đây là tăng chiều cao, giảm chiều cao. Bấm vào đỉnh hoặc đáy thì chúng ta sẽ tăng hoặc giảm chiều cao. Còn đối với các cái điểm ở góc, khi tôi bấm vào các điểm ở góc này thì khi tôi kéo nó sẽ tác động đồng thời cả hai chiều, cả chiều cao lẫn chiều rộng đối tượng được chọn. Tuy nhiên là cái thao tác này không đảm bảo cái tính duy trì tỷ lệ, có nghĩa là có thể là nó sẽ trở nên méo so với cái hình gốc ban đầu. Nếu các bạn muốn mà vừa tăng giảm kích thước ở hai chiều nhưng lại vừa muốn giữ tỷ lệ của nó thì trong lúc các bạn kéo thì các bạn cần phải nhấn giữ thêm phím shift thì nó sẽ tăng hoặc giảm cả hai chiều nhưng đồng thời nó vẫn giữ được tỷ lệ giữa cái chiều cao và chiều rộng bất biến. Thế và có một điểm đặc biệt nữa là nếu mà chúng ta kéo các cái điểm điều khiển này mà chúng ta nhấn an thì sao? Khi mà tôi nhấn an thì nó sẽ tạo ra một cái tương tác như thế này. Có nghĩa là tôi kéo bên phải bao nhiêu thì bên trái cũng sẽ được kéo bấy nhiêu theo chiều ngược lại. Thế còn đối với góc thì sao? Đối với góc thì nó sẽ đi theo hướng tâm. Đấy, co duỗi từ tâm. Thế nhưng cũng giống như vừa nãy là nếu mà chúng ta chỉ nhấn an không thôi thì nó tương tác vào các góc cùng một lúc nhưng mà nó cũng không đều, mà chúng ta cần phải giữ thêm shift thì lúc đó nó vừa hướng tâm mà nó lại vừa giữ được tỷ lệ. Thế còn đối với cái góc, nếu như chúng ta không bấm trực tiếp vào cái điểm này mà chúng ta để lui ra xa một tí thì chúng ta sẽ thấy là mũi tên lúc này trở thành mũi tên hai chiều cong cong, và nếu chúng ta nhấp chuột thì chúng ta có thể quay cái đối tượng của chúng ta quay theo cái tâm nào, quay theo cái tâm này. Đấy. Và chúng ta chỉ có thực hiện thao tác được là xoay thế này thôi. Thế như thế là chúng ta biết thêm được một vài cái thao tác tương đối cơ bản. Tuy nhiên chúng ta còn có những thao tác khác, nhưng ở đây thì Illustrator nó làm vấn đề trở nên hơi phức tạp một tí. Tại vì nó tách ra mỗi một cái thao tác này nó được phụ trách bởi một cái công cụ riêng. Đấy. Cái điều này thì nó rất là chuyên nghiệp nhưng mà nó cũng làm cho mọi việc nó trở nên hơi phức tạp quá đáng. Ví dụ như là chúng ta quay một đối tượng này, chúng ta lập một đối tượng này, chúng ta thay đổi tỷ lệ của một đối tượng này, thì mỗi một cái này nó đều có một công cụ riêng dành cho cái việc đó. Bây giờ chúng ta cùng quan sát khi mà làm việc với các công cụ đó nhé. Quay thì rõ ràng là vừa nãy chúng ta quay được rồi, chỉ cần công cụ selection này là quay được. Tuy nhiên là cái lệnh quay này thì chúng ta không can thiệp được nhiều. Ví dụ như là chúng ta chỉ được phép quay trên cái tâm vốn có của đối tượng thôi, mà chúng ta không can thiệp được vào cái tâm đó, không thể đổi chỗ cho nó được. Thế thì thao tác này chúng ta sẽ làm bằng công cụ như sau. Muốn làm sâu hơn và tùy biến được thì chúng ta sẽ chọn công cụ Rotate Tool. Đây, biểu tượng của nó là cái hình vòng tròn ngược như thế này. Và tôi bấm chọn công cụ thì tôi có thể đưa chuột vào đây. Lúc này thì bấm vào điểm bất kỳ, khi mà đã nhận công cụ riêng thì nó sẽ giúp cho cái đối tượng của chúng ta quay một cách rất thoải mái. Tuy nhiên khi chọn công cụ này thì chúng ta thấy rằng là có sự thay đổi ở tâm. Thay vì là chỉ có một cái chấm nhỏ nhỏ vào đấy thì nó có cái tâm hiện lên ở đây và cho phép chúng ta bấm vào đây và chúng ta kéo nó sang vị trí mới. Tâm quay thiết lập mới ở đâu thì đối tượng lại quay theo tâm mới đó. Và nó cũng không nhất thiết là phải nằm ở trong đối tượng, mà các bạn thích thì các bạn có thể kéo nó ra ngoài đối tượng. Cứ nhấp trúng cái tâm này và chúng ta kéo ra vị trí mới thì cái đối tượng của chúng ta nó sẽ quay theo cái vị trí mới này rất là dễ dàng. Thế còn chúng ta còn có thêm một cái thao tác nữa có thể làm, đó là chúng ta nhấp đúp vào công cụ. Nhấp đúp vào công cụ thì nó sẽ giúp chúng ta mở ra một hộp thoại để chúng ta thiết lập sâu hơn. Ví dụ như là quay bao nhiêu độ thì chúng ta có thể là gõ trực tiếp vào đây đó, hoặc là các bạn có thể đưa chuột, các bạn điều chỉnh cái góc quay ở trên cái mô hình angle này. Và
các bạn có thể nhấn preview để các bạn xem trước cái góc quay của đối tượng nó sẽ trông như thế nào. Các bạn còn có thêm những cái lựa chọn như thế này: bình thường ra quay xong nhả chuột là xong, đúng không? Và nó tương ứng với cái thao tác mà chúng ta nhấp OK để xác nhận góc quay. Tuy nhiên là các bạn còn có thêm một cái nút lệnh là nút lệnh copy. Với cái nút lệnh copy này thì chúng ta sẽ có cái bản sao được tạo ra và cái đối tượng chính của chúng ta thì nó vẫn giữ nguyên. Bây giờ chúng ta làm thử một cái ví dụ như thế này. Nhắc lại một chút về các công cụ trước đó. Ví dụ vẽ một hình ellipse thì chúng ta chọn ellipse, đúng không? Nếu mà muốn vẽ một hình ellipse đặc biệt, tức là hình tròn, thì chúng ta giữ shift thì nó sẽ tròn. Đổi công cụ sang thành công cụ selection, và nếu mà chúng ta nhấn alt, chúng ta kéo một cái cạnh như thế này thì cạnh đối diện sẽ được co duỗi theo nó. Nếu mà tôi nhấn vào công cụ rotate này thì tôi có thể kéo cái tâm này sang vị trí mới và tôi sẽ quay theo tâm mới. Tuy nhiên chúng ta cũng có một cách nữa là chọn công cụ và chúng ta nhấn giữ phím alt. Nhấn giữ phím alt và kích vào đâu thì tôi sẽ xác nhận cái tâm mới cho đối tượng ở cái vị trí mà chúng ta nhấp alt đó, và hộp thoại cũng được mở ra. Sau đó thì chúng ta có thể điền một cái tham số rất cụ thể vào đây là tôi quay đi một góc bao nhiêu, bấm preview để xem nó quay như thế nào. Và sau đó thì tôi có thể nhấp phím copy thay vì OK thì nó sẽ giữ nguyên cái đối tượng gốc và nó sẽ tạo ra gì đấy ạ? Tạo ra đối tượng bản sao. Nếu chúng ta muốn lặp đi lặp lại cái này thì các bạn sẽ nhấn cho tôi phím Ctrl D duplicate, nó sẽ lặp lại cái thao tác này và chúng ta sẽ có một cái hình giống như bông hoa thế này. Tất nhiên muốn gom lại thành hoa thì chúng ta sẽ phải có thêm cái thao tác là chọn hết bằng cách vẽ nhanh ra một cái vùng tròn, chạm hết vào tất cả các cánh hoa, sau đó thì nhấn Ctrl G, chúng ta sẽ có một bông hoa. Thế thì đến đây là chúng ta đã làm quen xong được cái công cụ rotate. Bây giờ chúng ta lại xem tiếp tới một cái lệnh nữa, đó là lệnh reflect, lệnh lật. Ví dụ lấy một hình chẳng hạn như là hình ngôi sao đi, để cho nó có trên có dưới. Đây, một ngôi sao. Bây giờ tôi muốn lật cái đối tượng này thì thao tác lật trực tiếp có được không? Cũng được. Các bạn chỉ cần bấm vào một trong các điểm điều khiển, hoặc là ở bên hông, hoặc là ở trên đỉnh, hoặc dưới đáy. Sau đó thì chúng ta nhấp giữ chuột và chúng ta kéo nó sang phía bên kia. Tuy nhiên cái thao tác lật này là cái thao tác lật thủ công và nó không có gì đảm bảo là cái đối tượng của chúng ta lật mà nó vẫn giữ nguyên được tỷ lệ và hình dáng. Nó có thể bị méo, nó có thể bị béo ra hoặc gầy đi, vân vân. Nó có thể cao lên hoặc thấp đi, tùy theo cái thao tác nhả chuột của chúng ta nó có đúng hay không. Do đó thì lệnh lật sẽ được ưu tiên là làm việc bằng công cụ riêng như sau. Chúng ta chọn công cụ Reflect, phím tắt của nó là O. Sau khi mà tôi nhấp chọn công cụ thì tôi có thể là thao tác đưa vào trực tiếp như thế này, lật. Nhưng mà nếu mà lật chuẩn thì chúng ta sẽ làm như sau. Nhấp chọn công cụ, tốt nhất là nhấp đúp đi. Đấy, và lúc này chúng ta sẽ có một cái bảng thoại hiện ra. Nó sẽ có những cái lựa chọn, ví dụ như Horizontal, Vertical hoặc là Angle. Đấy, và chúng ta sẽ có cái nút Preview để quan sát trước. Ví dụ như là tôi chọn Horizontal này hoặc là Vertical này. Đấy, Preview. Góc độ đứng thẳng hay là ngang. Đấy, 0 này. Ví dụ tôi thiết lập 0 này. Xem nhá, Horizontal. Thì cái này nó lộn ngược xuống đúng không ạ? Đấy, đây, bỏ preview thì nó lại lật quay mũi nhọn lên trên. Preview thì nó sẽ cho chúng ta thấy là nếu mà lật theo horizontal thì nó sẽ úp xuống dưới. Đấy. Thế và chúng ta sẽ có những cái thao tác gọi là lật và có thể copy. Đây, lấy một cái hình khác, có lẽ là tôi lấy thử một cái chữ cho nó, chữ hoặc số cho nó dễ nhìn nhé. Ví dụ một chữ A này, hay là ví dụ một số 3 này. Ví dụ này, với chữ A thì chúng ta sẽ minh họa là nó lật lên hay xuống. Đó, với số 3 thì chúng ta sẽ lật trái lật phải. Ví dụ thế. Thế
Thế bây giờ tôi sử dụng công cụ. Bình thường thì nó sẽ đọc cái tâm lực ở chân này. Đấy. Bây giờ nếu như mà tôi nhấp đúp này, đây góc, nếu mà góc nó thiết lập như thế này thì nó sẽ xoay cái góc đi. Bây giờ để góc về không này, chọn horizontal chẳng hạn, đây preview, các bạn sẽ thấy là lật lên hay là xuống. Nếu mà không thích, tôi có thể lật cách ra một tí, thì chúng ta sẽ làm như sau. Chọn công cụ, nhấn Alt và chúng ta bấm vào cái vị trí mà chúng ta muốn thì nó sẽ thiết lập lại cái tâm lật ở cái vị trí mới đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ quan sát thử xem horizontal này đấy, thì nó lật xa ra chứ không phải lật từ đường chân nữa. Và sau đó thì các bạn có thể nhấp copy để tạo ra bản sao tương tự như thế với cái số 3 này chẳng hạn, để chúng ta phân biệt được cạnh trái cạnh phải, đúng không? Thế đây tôi nhấp chọn này, ví dụ tôi muốn lật ra phía đằng sau này, tôi nhấn Alt kích vào cái điểm nào mà tôi muốn thiết lập thành tâm, đúng không? Chọn vertical chẳng hạn, đây các bạn sẽ thấy lật trái lật phải, copy, nó sẽ tạo ra bản sao. Còn nếu ok thì nó chỉ lật thôi mà không tạo ra bản sao. Đấy là các thao tác lật một đối tượng ở trong Illustrator. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ có một cái thao tác nữa là thao tác về resize. Ví dụ bây giờ tôi có một ngôi sao hay là một đối tượng nào đó. Bây giờ tôi sử dụng công cụ Scale Tool, phím tắt của nó là S. Khi mà tôi nhấp công cụ thì tôi có thể bấm vào đây và tôi co kéo trực tiếp để tôi tăng giảm kích thước cho đối tượng mà không cần phải bấm trúng vào đâu cả, miễn là chọn công cụ thôi đấy. Nhưng mà muốn mà co duỗi mà cho nó đều thì các bạn cần phải giữ Shift thì nó mới giữ được tỷ lệ đấy. Còn muốn co duỗi một cách chính xác là bao nhiêu phần trăm so với lại cái hình hiện tại thì chúng ta sẽ nhấp đúp vào công cụ này. Hộp thoại hiện ra, các bạn sẽ có hai lựa chọn rất là cơ bản như thế này. Một là uniform và hai là non uniform. Trong trường hợp chúng ta chọn uniform thì mặc nhiên là nó sẽ gán cùng một tỷ lệ thu phóng cho cả hai chiều đứng và chiều ngang. Còn nếu mà chúng ta chọn non uniform, chúng ta có thể biến dạng nó theo những cái tham số khác nhau. Ví dụ bây giờ tôi trả về 100% đây nha. Đây. Bây giờ chúng ta xem này, nhấp đúp này. Bây giờ tôi cho nó là 100%, làm tỷ lệ khác nhé. Chẳng hạn như là 50%, thu nhỏ lại, mỗi chiều còn 50%, cả chiều đứng lẫn chiều ngang. Tuy nhiên nếu mà bây giờ tôi cho cái tham số ở đây là non uniform thì sao? Tôi có thể cho một cái là 100% và một cái là 50% chẳng hạn, thì nó sẽ đổi theo từng chiều một mà nó không liên quan đến nhau, không giữ tỷ lệ nữa. Lưu ý một chút là ở trong này nó có mấy cái tùy chọn, các bạn có thể đánh dấu hoặc là không đánh dấu. Một số các cái thì nó đã đánh dấu ngầm luôn rồi, ví dụ như transform object hoặc là transform pattern thì nó chìm. Nhưng mà trong trường hợp này các bạn thấy là có một số cái, ví dụ như là scale stroke and effect và scale cong nhe, thì cái này là cái mà các bạn có thể tùy chọn. Thế thì cái này nó có cái đặc điểm như thế nào thì các bạn có thể xem như sau. Ví dụ như bây giờ tôi bỏ cái thằng này đi nhé. Ok, và bây giờ chúng ta vẽ lại một hình, sau đó chúng ta sẽ tiến hành là co kéo nó để chúng ta quan sát. Bây giờ tôi vẽ ra một đối tượng. Đối tượng này hiện tại đang có bề mặt mà không có đường viền. Nếu như bây giờ tôi thiết lập đường viền thì tôi có thể chọn một cái màu nào đó. Tôi có thể tăng giảm cái độ dày của nó bằng cách là trên thanh option tôi tăng giảm cái tham số stroke ở đây. Các bạn nhìn rất rõ là cái độ dày đường viền đang được tăng giảm như thế này. Bây giờ nếu như tôi tạo ra một bản sao, tôi nhấn Alt, tôi kéo cái thằng này ra đây, và các bạn sẽ thấy là tôi sẽ có một bản sao giống hệt như bản chính. Đến đây bây giờ tôi co kéo cái thằng này lại, ví dụ thu nhỏ,
Các bạn thấy điều gì xảy ra đấy? Hình thì thu nhỏ lại, nhưng mà có một cái điểm là nó không thay đổi, đó là độ dày đường viền bất biến. Trường hợp như thế này thì nó sẽ dẫn tới một sự không cân đối giữa cái độ dày đường viền và cái diện tích của bề mặt. Và cái này chúng ta có thể khắc phục bằng cách là chúng ta nhấp đúp vào đây. Chúng ta đánh dấu vào cái tùy chọn là Scale, Stroke and Effect. Trường hợp này sau khi mà chúng ta thực hiện nó thì nó sẽ giúp chúng ta là co duỗi một cái đối tượng mà nó không bị dày cộp hoặc là mỏng quá cái đường viền đi. Ví dụ đây, tôi co này, thì các bạn thấy là cái hình của tôi bé lại bao nhiêu thì cái đường viền nó mỏng đi theo bấy nhiêu. Hoặc ngược lại, nếu mà tôi kéo cái hình này thật lớn lên thì các bạn cũng sẽ thấy là đường viền nó cũng dày lên theo. Nó luôn luôn duy trì một cái tỷ lệ hợp lý giữa cái độ dày đường viền và cái diện tích bề mặt, không làm cho cái hình trở nên là mất cân đối. Thì cái này khi mà chúng ta đánh dấu rồi thì bất kể là sau đấy các bạn có cần quan tâm đến nó nữa không thì nó cũng vẫn sẽ được gán luôn cho tất cả các đối tượng về sau. Thì đấy là thao tác mà chúng ta làm việc để mà chúng ta co duỗi cái đối tượng. Thế còn là bên dưới nữa thì chúng ta có một cái công cụ gọi là Shear. Thì cái này nó sẽ giúp cho chúng ta là thao tác là kéo xiên cái đối tượng đi. Các bạn có thể làm việc trực tiếp, hoặc nếu mà các bạn muốn làm chính xác thì các bạn nhấp đúp lại gọi cái này ra. Đấy, muốn di dịch Shear Angle bao nhiêu, các bạn điền số vào đây. Và sau đó thì OK hoặc là copy thì nó kéo cái đối tượng đi xiên một góc độ đấy và dừng lại, hoặc là nếu mà nhấp copy thì nó sẽ tạo ra bản sao mà có góc xiên đấy, còn bản chính thì nó vẫn giữ nguyên. Thế đấy là một vài cái thao tác rất là cơ bản để mà chúng ta thao tác với các đối tượng khi mà chúng ta có nó. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ làm quen với lại một cái khái niệm nữa, là khái niệm về tầng thứ của các đối tượng. Tầng thứ của các đối tượng thì là cái gì? Tầng thứ của các đối tượng là một đối tượng được vẽ ra thì nó sẽ nằm hoặc là trên hoặc là dưới một đối tượng khác. Sẽ có đối tượng này nằm cao hơn hoặc là nằm thấp hơn các đối tượng khác. Đây, các bạn quan sát ở trong cái bông hoa này các bạn cũng sẽ thấy rất rõ. Ở các cái cánh hoa này thì sẽ có cánh nằm trên và đè lên che lấp một phần các cánh hoa bên dưới. Và như vậy là từng đối tượng một thì nó hoặc là nằm trên một đối tượng này hoặc nằm dưới đối tượng kia, nó sẽ có tầng cao khác nhau. Trên nguyên tắc cơ bản thì Illustrator cũng tuân thủ theo cái quy định chung của các cái, hay là cái logic chung mà tất cả các cái trình thiết kế đồ họa nó đều tuân thủ, đó là đối tượng nào vẽ ra trước thì sẽ có cái tầng thứ nằm dưới so với các đối tượng khác. Đây, chúng ta vẽ lại một số hình cơ bản nhé. Ví dụ ngôi sao đầu tiên, ngôi sao màu vàng này. Bây giờ nếu như mà tôi lại vẽ một cái ngôi sao khác màu đỏ chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy rằng là đây, ngôi sao màu đỏ vẽ ra sau cho nên nó là nằm trên ngôi sao màu vàng. Và nếu như bây giờ tôi vẽ một ngôi sao tím thì ngôi sao tím vì nó vẽ ra sau cho nên nó lại nằm lên trên tất cả các ngôi sao kia. Như vậy là mỗi một ngôi sao hay là mỗi một đối tượng nó sẽ có một tầng thứ riêng cao thấp khác nhau so với các đối tượng khác. Đấy là quy tắc chung rồi. Nhưng mà có những lúc tôi muốn là đưa một đối tượng này lên trên hoặc là đưa đối tượng kia xuống dưới so với các đối tượng vốn có, thì lúc này nó sẽ phải có những cái quy tắc khác để mà chúng ta điều chỉnh. Đây, tôi có một loạt các ngôi sao màu khác nhau và nằm ở các tầng thứ khác nhau, cao thấp khác nhau. Bây giờ tôi sẽ muốn là đưa một đối tượng lên trên hay xuống dưới một đối tượng khác, thì thao tác chúng ta sẽ làm như sau. Để thực hiện cái việc là đưa một đối tượng
lên trên hay xuống dưới so với cái vị trí của nó, thì chúng ta vào menu object. Trong menu object này thì chúng ta sẽ tìm tới lệnh arrange. Trong arrange chúng ta được cung cấp 4 cái lệnh như sau: bring to front, bring forward, send backward và send to back, tương ứng với lần lượt vai trò như sau. Bring to front là đưa đối tượng lên trên so với tất cả đối tượng hiện có. Bring forward là đưa nó lên một bậc so với cái bậc hiện tại của nó. Send backward là cho nó lùi lại một bậc so với cái bậc hiện tại của nó. Và send to back là đưa nó xuống dưới cùng so với tất cả các đối tượng hiện có. Nói nôm na giống như là chúng ta đi thang máy hoặc thang bộ. Đó. Thang bộ thì mỗi một lần chúng ta sẽ chỉ bước lên được một bậc hoặc đi lùi lại một bậc, tức là tiến từng bước một thôi. Còn đối với bring to front hoặc là send to back thì là giống như chúng ta bấm thang máy một mạch, chúng ta đi lên tầng cao nhất hoặc là xuống dưới tầng thấp nhất. Tuy nhiên cái thao tác này thì không đủ để cho chúng ta đưa một cái đối tượng vào một vị trí nào đó. Nếu như mà chúng ta chỉ chuyển một tầng hoặc hai tầng thôi, thao tác này rất là dễ. Chúng ta chọn nó và sau đó thì chúng ta tốt nhất là thao tác với lại các phím tắt ở đây. Phím tắt mà chúng ta có thể sử dụng là Control cộng với lại phím mở hoặc vuông hoặc đóng hoặc vuông. Đưa lên là Control đóng hoặc vuông, đưa xuống là Control mở hoặc vuông. Thế còn đưa lên đầu hoặc là đưa xuống dưới cùng thì chúng ta thêm phím Shift vào, vẫn là Control đóng hoặc vuông, mở hoặc vuông, kèm theo Shift thì sẽ lên đầu hoặc xuống dưới cùng. Thao tác này thì nó rất là dễ. Tuy nhiên là nếu như trong trường hợp mà nó có rất nhiều đối tượng thì nó sẽ xuất hiện cái chuyện lùng cùng. 100 đối tượng chẳng hạn, tôi đưa nó vào một cái vị trí lơ lơ lửng lửng thì rất khó. Ví dụ vào giữa, vào các vị trí độ khoảng 49, 50, 51 thì chúng ta không có cách nào khác ngoài cái việc là bring forward hoặc là send backward, cứ thế là đi từ nước một, từng bậc một cho tới khi nào tới vị trí mà chúng ta cần. Nhưng mà như thế thì cực kỳ mất thời gian. Do đó thì Illustrator cung cấp cho chúng ta một cách làm như sau. Lúc này thì chúng ta sẽ cắt thẳng cái đối tượng đi. Ví dụ tôi lấy đối tượng màu xanh này. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thao tác như sau. Vào menu Edit và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh cắt, hay là chúng ta nhấn phím tắt là Ctrl X. Sau khi chúng ta nhấn lệnh thì cái đối tượng này sẽ bị cắt ra khỏi cái tài liệu và được đưa lưu tạm vào trong bộ nhớ. Bây giờ tôi muốn đưa cái đối tượng này vào một vị trí cụ thể thì tôi sẽ chỉ định cho nó. Ví dụ tôi muốn đưa nó nằm phía trên cái đối tượng sao màu đỏ này chẳng hạn, thì tôi trước hết là tôi bấm vào sao màu đỏ đã để tôi xác nhận cái tầng thứ làm việc. Sau đó tôi sẽ sử dụng lệnh tiếp theo, đó là lệnh paste. Nhưng mà ở đây Illustrator cung cấp cho chúng ta rất nhiều lệnh paste khác nhau, bao gồm lệnh paste thông thường là phím Ctrl V, lệnh paste in front là Ctrl F, lệnh paste in back là Ctrl B, lệnh paste in place là Shift Ctrl V, và lệnh paste on upward thì là Alt Shift Ctrl V. Có nghĩa là rất nhiều các cái phép dán khác nhau. Bây giờ tôi muốn đưa nó lên vị trí mà nằm trước thằng sao đỏ thì tôi sẽ chọn là paste in front. Nó sẽ được dán vào đúng tọa độ mà nó đã từng cắt đi, nhưng về tầng thứ thì đã có thay đổi. Đây các bạn sẽ nhìn thấy là nó nằm đúng sát phía trên cái ngôi sao đỏ này. Bây giờ tôi lại cắt nó đi và tôi lại chọn ngôi sao đỏ. Lần này tôi sử dụng lệnh edit paste in back thì các bạn sẽ thấy rằng khi nó được dán vào thì nó sẽ nằm ngay bên dưới cái thằng đỏ là thằng đang được chọn và được chỉ định đó. Còn nếu mà tôi sử dụng lệnh edit cắt, tôi sử dụng lệnh dán bình thường thì sao? Paste bình thường nó sẽ dán vào một cách tương đối là ngẫu nhiên như thế này. Bây giờ tôi đã cắt đi này, hay là tôi xóa đi này, delete đi, và tôi lại sử dụng lệnh cắt lệnh dán tiếp, tại vì nó vẫn còn được lưu ở trong bộ nhớ. Đấy. Bây giờ tôi chọn là lệnh paste in place thì cắt ở tọa độ nào thì sẽ được dán trả vào đúng tọa độ đó. Tuy nhiên cái vị trí tầng thứ của nó thì nó sẽ là
cao nhất so với tất cả các đối tượng vốn có, hiện có. Và nếu như chúng ta sử dụng lệnh paste on onboard thì nó là cái gì? Trường hợp này thì lại quay trở về cái khái niệm đầu tiên là làm việc với nhiều trang. Đây, bây giờ tôi tạo ra một tài liệu nhiều trang, ví dụ 10 trang. Ok, đây chúng ta sẽ có một cái mô hình nhỏ nhỏ như thế này, là có nhiều trang làm việc, đủ 10 trang đây. Bây giờ tôi làm việc với một trang này. Làm việc với trang đầu tiên. Ví dụ tôi vẽ ra một ngôi sao như vừa nãy. Bây giờ chọn màu đỏ nhá. Vẽ một ngôi sao ra. Bây giờ tôi cắt nó đi, Ctrl X. Và tôi sử dụng lệnh edit paste on onboard. Kết quả nó sẽ như thế này. Là cái đối tượng của chúng ta sẽ được dán vào toàn bộ các trang. Và đúng ở cái tọa độ mà nó đã bị cắt đi. Trường hợp này là dành cho những cái tài liệu nhiều trang. Đó. Và cái yếu tố này là cái yếu tố mà mang tính lặp đi lặp lại, trang nào cũng có. Ví dụ logo của một công ty. Đó. Ví dụ tên của một cái tài liệu đó, hoặc là tên của người viết ra tài liệu. Thế thì chúng ta chỉ việc là bố trí nó ở trong một trang mẫu thôi, thường là trang đầu tiên. Làm xong thì tôi sẽ cắt nó đi và tôi sẽ dán theo cái lệnh là paste on onboard, thì nó sẽ được dán đều đặn vào tất cả các trang còn lại. Và như vậy là chúng ta chỉ cần là thao tác một lần trên trang mẫu thì nó sẽ được xuất hiện đúng tại cái vị trí đó ở tất cả các trang còn lại, thay vì việc là mỗi một trang thì chúng ta lại phải định vị, chúng ta lại phải dán, chúng ta lại phải điều động nó. Thì đây là một cái thao tác nó cũng tương đối là tiện khi mà chúng ta lặp đi lặp lại một cái yếu tố nào đó ở trên nhiều tài liệu, ở trên nhiều trang của một tài liệu. Đến đây thì đã hết các vấn đề về mặt tầng thứ hay chưa? Thì chưa. Illustrator có một cái điểm mới nữa như thế này, so với các cái chương trình khác, thì đó là thao tác là đảo chiều. Đảo chiều là như thế nào? Đảo chiều là thông thường về cái logic, tất cả các cái chương trình đồ họa khác đều chấp nhận là đối tượng mới được vẽ ra bao giờ cũng nằm trên so với tất cả đối tượng đang có. Tuy nhiên tôi lại có thể đảo ngược cái tư duy đó bằng cách là tôi muốn một đối tượng được vẽ ra nó sẽ nằm dưới một đối tượng đang có, nằm dưới tất cả, hoặc là nằm dưới một đối tượng được chỉ định. Tại vì nếu tuân theo cái tư duy là gì, cứ đối tượng mới vẽ ra mà nó luôn luôn là nằm trên cùng, thì rất nhiều trường hợp tôi vẽ ra xong tôi lại phải hạ nó xuống để nằm dưới một cái đối tượng nào đó. Vậy bây giờ tôi không muốn là mất thì giờ là vẽ xong rồi lại phải hạ nó xuống nằm dưới một đối tượng khác, thì tôi chỉ định luôn, tôi muốn là tôi vẽ đối tượng này và đối tượng này nằm luôn dưới đối tượng mà tôi muốn. Ví dụ cái ngôi sao đỏ này chẳng hạn, bây giờ tôi muốn là vẽ một đối tượng mới ra nó sẽ nằm dưới ngôi sao đỏ này. Bây giờ tôi chọn một đối tượng khác đây, chọn một cái hình ellipse đi, và bây giờ tôi sẽ làm như thế nào để cho vẽ mới ra thì nó nằm luôn dưới thằng này. Thì các bạn để ý ba cái icon nằm ở dưới chân của cái hộp màu này, các bạn sẽ thấy là icon đầu tiên đang được kích hoạt, đó là chế độ draw normal, vẽ một cách thông thường và tuân thủ theo tất cả các quy tắc thông thường vốn có. Nhưng nếu mà bây giờ tôi chuyển sang chế độ thứ hai là draw behind, khi tôi bấm vào đây và tôi vẽ mới một đối tượng này chắc chắn sẽ nằm bên dưới cái đối tượng mà do tôi chọn. Đây, tôi đổi màu để cho các bạn nhìn thấy. Đây không phải đối tượng mới nhất chúng ta vừa vẽ ra không? Đúng rồi, nó vừa được vẽ ra. Và theo lý thì thường là nó sẽ nằm cao hơn tất cả các đối tượng vốn có ở trong tài liệu. Nhưng khi chúng ta chọn cái chế độ là Draw Behind và tôi chỉ định trước đó là tôi chỉ định một đối tượng nào đó, thì chắc chắn cái hình mới vẽ ra nó sẽ nằm ngay bên dưới cái đối tượng mà đã được chỉ định trước đó. Thế còn trường hợp mà chúng ta không chọn cái gì cả, khi chúng ta không chọn bất cứ cái gì cả thì cái đối tượng mà chúng ta vẽ ra mặc nhiên là nó sẽ nằm dưới cùng thay vì nằm trên cùng. Tức là tư duy lúc này là nó đảo ngược lại. Đấy. Thì trường hợp này là một cái trường hợp cải tiến tôi đánh giá là rất là hay của thằng Illustrator.
đấy, nó sẽ đỡ công cho chúng ta là khi mà tôi muốn vẽ một cái đối tượng vào đó, tôi cứ phải dò dò xem nó nằm ở tầng nào, thứ nào để hạ nó xuống dưới một cái đối tượng nào đó. Thì bây giờ chúng ta có thể làm trực tiếp luôn, hoặc là cho mày nằm xuống dưới cùng luôn, hay là nằm xuống dưới một đối tượng được chỉ định sẵn. Đấy thì chúng ta sẽ không mất nhiều công để điều chỉnh nữa. Và nếu mà không muốn thể hiện chế độ này nữa thì chúng ta lại quay trở về chế độ ban đầu, hoặc chúng ta có thể thử nghiệm một cái chế độ nữa cũng rất là đặc biệt, đó là vẽ một đối tượng vào trong lòng một đối tượng khác. Để thực hiện cái việc này thì thao tác nó hơi đặc biệt hơn một tí. Chúng ta cần phải chọn trước một đối tượng, sau đó thì chúng ta bấm sang cái biểu tượng thứ ba là biểu tượng Draw Inside. Các bạn lưu ý là cái chế độ này thì nó có một cái hiển thị nó rất là khác so với hai chế độ trước mà chúng ta đã chọn. Đó là cái đối tượng mà tôi đang chọn này, nó ngoài cái đường viền màu xanh xanh bao xung quanh để chọn giống như lần trước mà chúng ta vẫn chọn, thì nó còn có một số các cái đường đứt đoạn nằm ở các góc của đối tượng này. Để phân biệt đây là đối tượng được chọn và khi tôi vẽ mới một cái hình vào thì nó sẽ nằm bên trong đối tượng này. Đây chúng ta sẽ chọn thử một hình khác, chúng ta vẽ vào đây nhé, một hình style này ạ. Tất nhiên là khi đã có chọn một đối tượng thì các bạn biết là nó sẽ chọn đúng cái màu của đối tượng đang được chọn để nó gán sẵn vào đây. Và do đó đối tượng mới vẽ nó cũng sẽ có màu như thế. Do đó bây giờ chúng ta cần phải chọn và chúng ta tô lại màu cho đối tượng đó. Đây, các bạn sẽ thấy rất là rõ là cái đối tượng này của chúng ta là hình ngôi sao, nhưng do được chọn vẽ ở cái chế độ là Draw Inside cho nên là nó chui vào, nó nấp ở trong lòng cái hình tròn. Và như vậy là chúng ta sẽ chỉ nhìn được một phần thôi, vì cái hình sao này chúng ta vẽ to hơn. Muốn hiệu chỉnh nó để cho nó di dịch thì chúng ta lại chọn cái công cụ Direct Selection. Chúng ta bấm vào, chúng ta chọn cái hình mà chúng ta cần, và sau đó thì các bạn có thể di dịch để cho nó hiển thị phần nào mà chúng ta muốn thông qua cái cửa sổ hình tròn là cái đối tượng chủ mà chứa nó. Thì đây là một cái cải tiến cũng tương đối đặc biệt của Illustrator. Đấy, nó gần tương ứng với cái việc gọi là che giấu một phần nào đó của đối tượng thông qua cái việc là nhốt vào một đối tượng khác. Thì như thế là chúng ta đã biết thêm được các cái khái niệm về tầng thứ của các đối tượng, cách thay đổi tầng thứ lên cao xuống thấp cho một đối tượng, cách thay đổi cái tư duy vẽ là thay vì nằm trên thì tôi có thể vẽ đối tượng nằm dưới, và tôi có thể là làm quen thêm một cái chế độ cực kỳ đặc biệt nữa là Draw Inside, vẽ một đối tượng vào trong lòng một đối tượng khác.